everybody. Xin chào các bạn. Sáng hôm nay ở Florida này lạnh lắm cả nhà ơi. Nên cả nhà gió lạnh dữ lắm. Nên cả nhà bằng áo lạnh không này cả nhà. Quá lạnh, quá lạnh. Quá gió. Đúng trời mùa đông luôn ha. Đúng trời mùa đông luôn. Chay thì đi học rồi, ông bà cô chú Ngọc thì dẫn mẹ với ba đi vô đây. Lâu quá rồi không có đi cái vô vitamin nè. Lâu lắm rồi cả ha. Mình cũng còn rất là nhiều cái khi mình mua một cái lần mình mua một cái package á. Là mười mấy cái á. Vậy hả? Bữa nay mình xài đó, mình chưa có xài rồi hết á. Giờ mình vô mình thấy mình cần cái mình đi mình xài thêm vitamin rồi này kia. Chỗ thang quen thuộc nè. Ủa. Đó, là bây giờ là ba với chồng Ngọc là đó mỗi người một bịch nước vitamin đó. Cái này chắc cũng khoảng tiếng nửa tiếng đồng hồ. Trời ơi ba. Chị nói ba cởi áo ra, ba cởi ra cái thấy bốn cái áo trong đó luôn. Vitamin C, cái mũi này là mũi vitamin C cho tăng cường sức đề kháng. Ba chắc cũng ít uống C lâu lắm. Bây giờ thì xong xuôi hết rồi, Ngọc với chồng Ngọc tới một cái chỗ này. Cái chỗ này gọi là cái Triple A. Thì chồng Ngọc tự nhiên anh có một cái sáng kiến là anh muốn có được một cái bằng lái quốc tế cho nhà. Để đi đâu cũng có thể muốn lái xe thì lái được. Nên là Ngọc, anh rủ Ngọc, Ngọc cũng không muốn có bằng lái quốc tế. Lái ở Mỹ thì Ngọc lại làm biến lái ở lái quốc tế nữa. Thì anh search trên mạng thì anh thấy là cái chỗ mà gần nhất của mình để mình xin cái bằng lái quốc tế đó là gọi là Triple A Insurance. Thì mình ví dụ như mình có muốn lấy cái bằng lái quốc tế ở chỗ nào đó bên tiểu bang của mình ở Mỹ thì mình cứ lên search, ví dụ như lên Google mình ghi là cái nơi nào mà để lấy bằng lái quốc tế thì người ta sẽ cho mình cái địa điểm để coi có hay không. Đó, thì đây nè, cái chỗ mình đang đi tới là Triple A. Giờ vô đây nghỉ ấy lấy bằng lái thử thì sao sao rồi Ngọc quay cho cả nhà xem coi mình có cần những cái giấy tờ gì ha. Rồi mình vô cái là người ta coi lấy cái bằng lái của mình, người ta mượn, rồi người ta hỏi tên, số điện thoại của mình, rồi cái người ta cho mình cái tờ giấy này nè. Cái mình ra mình điền, mình muốn thì mình tự chụp hình, mình đem hai tấm hình vô. Còn không thì mình vô đây người ta chụp hình. I don't have a phone. I need it. Okay. Okay. Đó, người ta mới vừa chụp hình như Ngọc xong á. Giờ mình trả tiền chụp hình ở đây. Rồi hình như là Ngọc nghe chồng Ngọc nói là cái tiền phí mà để mua cái làm cái bằng lái này chỉ có khoảng hình như là 20 đô. Rồi cái cô này là cô lại cũng ngồi cũng ghi hết rồi. Cái bây giờ mình chỉ lại mình đưa cho cái cô kia, cô đóng cái stem vô, cái mình đóng tiền ra cái là được rồi ông bà cô chú rồi. Đó, tính ra là nó không có mình bằng lái cho nên nó là cuốn sách như vậy nè. Rồi ở trong đây là có rất là nhiều đất nước. Rất là nhiều đất nước luôn. Việt Nam mình đi cũng được, đi vòng vòng vòng. Đó, Việt Nam mình nè. Let's see, it says IPD must be exchanged for local. Mà cái này nữa nha cả nhà, nó có ba cái dấu nè, dấu 1 sao, 2 sao, 3 sao. Thì cái đất nước nào mà có 1 sao, 2 sao, 3 sao ở trong này á. Rồi thí dụ như 1 sao á là mình phải làm gì, 2 sao phải làm gì. Cái nước Việt Nam của mình đó mình có 3, có 4 sao lần là 3, 4 sao là mình phải đi về đó, mình phải thay đổi lại cái bằng lái khác nữa. Daddy Vietnam even has like a 4 star. Yeah, the first one is not party to the 1949 convention. Đó. It international driving permit. Trong đây là thấy không có đất nước nào mà có. And then IPD. Cái này là cũng có 3 sao tới mình rồi tới 4 sao rồi đó, mình về mình phải đổi lại nữa chứ không phải cầm gì là về là để đủ rồi là để đi lái xe ở Việt Nam mình nha cả nhà. Đó, mình nhắc cả nhà mình trước. Đọc. Rồi vậy là xong rồi cả nhà ơi, nhanh gọn lẹ công nhận á. Vô đó chưa tới hả? It's not even 15 minutes right daddy. Yeah. Chưa tới 15 20 phút nữa. Mà xong rồi. Không có cần đem gì, chỉ có cần đem cái bằng lái xe của mình thôi. Rồi. Giờ là cũng trưa rồi. Ngọc với chồng Ngọc chưa ăn gì hết mà chồng Ngọc nói anh muốn ăn ở một cái chỗ này. Rồi thôi hai vợ chồng đi ăn cả nhà. Cũng lâu quá hai vợ chồng chưa đi ăn riêng á. Tóc bù xù quá. Đây là cái nhà hàng mà chồng Ngọc anh muốn tới nè cả nhà. Cũng gần cái chỗ làm giấy tờ nãy lắm. Ở đây dưới đây cái đồng hồ này, cái strip mall này cũng đẹp nha. Strip mall này rất là đẹp. Có nhà ở rồi này, khu này mới hiện đại nè, mới xây nè. Ra ngoài ăn cho nó mát, cho nó sáng sủa. Trong kia thì hơi tối, hơi ồn.
cô chú này đi ăn dẫn theo em chó hay thương không? Cưng không? Mọi người đợi ông bà ăn đó. Đây là menu của nhà hàng nè, cái này giống như một quán bia, cũng có tivi đồ coi, rồi coi football đá banh đồ này kia. U cha ngồi đây cũng lạnh chứ. À đừng gió nha, chứ gió là cũng hơi lạnh đó. Hai. Ngọc coi Ngọc ăn cái gì đây. Quá trời lạnh nên là chồng Ngọc anh đưa cho Ngọc cái áo của anh. Thôi ngồi đây gió gió đây hơi lạnh khó chịu. Chồng Ngọc anh kêu ra cái tôm nè, tôm sốt nè. Ready, you gotta say. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Hôm nay Dwayne với Ngọc đi ăn. Hôm nay Dwayne bố ạ. Đi ăn. Big. I got it. One of the people. Tôi sợ quá. The bang bang shrimp at bone fish. It's like right yeah. On. This right. Is the version of the bang bang shrimp. Yeah, it's, that's what I wanted to get. There's a spice. Rồi ăn cay phẩy xong rồi bây giờ mình sẽ ăn tới cái món chính nè cả nhà. Món chính này thì là Ngọc ăn sườn, còn chồng Ngọc ăn một bánh hamburger có french fries. Cái này thì đáng lẽ người ta cho cái khoai tây chiên mà Ngọc nói thôi Ngọc sẽ muốn substitute tới cái khoai tây nghiền để cho Ngọc không thích ăn khoai tây chiên. Oh, they even put a stick that says medium on it. Yeah. Ford's Garage. Ngon, nó có lý. Ok, let's eat that. Ok. Ồ, này dữ à, này cắn bự dữ à. À, ông. Ngon. Ngon. Ngon ha. Đây người ta đang làm gì đó, người ta đang thấy ở đây là kêu mầm có dưa leo, có cà chua đó, mấy cái quán này là quán đúng quán của chồng luôn. Nó bụng mặt trời cái bánh hấp bên đây vô thấy ngon lắm. Ngon. Ngon ha. Có lý. Chà cái món ăn của Ngọc này nó dơ tay dữ rồi. Sườn đó nè. Màu sườn này sót quá trời luôn, tặng cho mình thấy cho mình đi sót. Đám đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Ôi cha ơi, đi đến đây. Chào. Ôi chú mệt ha, mệt bay bồng bồ. Đi, đi, đi. Mới đi học đại học về. Mới đi học đại học về nên nó mệt mỏi thật đó, mệt đúng rồi. Con thương bà cô chú mới học về. Con thương bà cô chú cô mới đi học về. Giỏi. Mới học đại học về đó. Sai. Nắng quá hả con à? Nắng quá chói mắt con quá không? Mẹ mánh chưa? Ôi trời ơi, không có tóc à. Ngoại ngoại. Giang dê, giang dê. Ông ngoại một miếng. Con muốn đi bơi mẹ. Bơi hả? Mày đang chuẩn bị set up đồ bơi lên á.
Con thương ngoại mới đi học về. Mới đi học chung ngoại nó kia. Hôm nay đi học bận quần không bát đồ. Có quần mặc biết à. Tội thiệt đó chứ. Để đi coi có cái nào khác không, mua cho em cái hai cái nữa chứ. Có cái quần bận quần chung nghiệp. À, nó nhỏ đó, nó nhỏ đó. Ừ, có cái chuyện gì nó nhỏ rồi đó. Ừ, nhỏ đó. Mày biết rồi, mày biết rồi. Ăn kẹo phải không? Không. Đấy là đại viên mà. Ăn kẹo thì kiếm ông mại. Ăn kẹo thì kiếm ngoại. Cô chú coi nè, coi cầm điện thoại ra đứng nha, cái từng này từng này từng nó quay phim quay đồ ngoài đó nè. Dạo này sao khoái ra đây nhảy trên bù ly nữa đó, coi đứng nhảy nè. Nhảy cái bè bành háng vậy đó. Quá trời quá đất rồi. Vui không con đó, trời trời vui không. Bây giờ á là cái mai làng chánh qua rồi cả nhà. Cái hit này là Ngọc đang cho chồng Ngọc anh hit lên. Hit lên là từ bây giờ cho tới hả tối mai, rồi cái tới sáng mốt là bắt đầu, tại vì nó tới tới buổi tối là 10 giờ tối là rồi tới sáng mốt là Brian nó viên chay tắm được rồi. Hit này lên chứ cái này nó đang hiện tại nó lạnh như đá. Vàng ơi, vàng nhảy vui hơn vàng. Ôi trời ơi. Con quay phim con hả? Ôi cha ơi đẹp á. Đẹp ê. Ôi trời trời trời. Ôi trời trời. Thôi thôi nghỉ đi. Đừng đừng. Đừng dậy đi. Gãy mắt kiến á. Gãy mắt kiến đó. Ôi nó gãy mắt kiến. Đem mắt kiến giục ra. Thôi ơi thôi, thôi gãy cổ. Gãy cổ. Gãy cổ gãy tay rồi này kia. Thôi đừng đi. Nghỉ đi. Nghỉ. Ôi cha ơi. Làm gì món gì ngoài? Mẹ kho thịt. Wow. Kho thịt mà có mấy miếng. Ủa, cái, dừa có nè. Cái dừa nữa nè. Mấy miếng dừa mẹ để vô kho gì ăn ngon lắm mẹ. Thôi nồi, thôi nồi thịt cho Tết thì. Miếng thịt này không có da, cho nên nó nhìn nó không có, nó nâu cái vỏ không đẹp. Nhưng mà một cái được rồi. Nấm rơm ok, nấm rơm. Đó, mấy đồng bánh tét kìa. Cá đối hả mẹ? Cá đối bự nè. Mẹ kiếm khô mực. Khô mực tốt như này nè. Này là tủ đá nè nha. Nó kia là để đây là lúc nào ăn cũng được hết trơn. Bỏ ra ngoài hồ nửa tiếng hồ mẹ. Nửa tiếng ăn mất kiếm nè. Dĩ mực đem chánh nó qua để làm cho nó ăn thôi. Chứ nó cũng đem mực qua nhiều lắm á. Đây là Ngọc với mẹ chuẩn bị nấu món bánh canh được làm từ bánh phồng thơm cả nhà ơi. Nấu đơn giản ăn buổi chiều. Tại biết làm sao không? Tại vì trong tủ á, còn mấy cái này nè. Nhớ ngày bữa mà chú thím qua mà mua hao hang cu hoàng đế mà còn dư không? Đó, là còn dư cái này. Mà bây giờ còn có nhiêu đây thì mình cũng không biết ăn gì. Luộc thì ăn cũng không đủ. Thấy không? Nên là thôi mình làm cái bánh phồng tôm nấu với cần cua hoàng đế đi ăn cho nó hết luôn cho rồi. Mẹ với ba cũng chuẩn bị Việt Nam rồi. Nhà Ngọc á, thì rất là thích nấu nước súp chung với lại cái này cả nhà. Đó, làm cái gì cũng nấu, ngày nướng nó lên cái nấu nước súp thơm lắm. Lấy cái mì udon này ra, cái con xào mì udon cho đi Quynh ăn. Lâu lắm mà đi Quynh, bữa giờ từ ngày hôm bữa quay video clip tới giờ cũng chưa ăn lại mì udon này nữa. Trường đó, nãy nói nhỏ bên ngoại biết nói gì không? Nhỏ mà người ta nghe hết trơn luôn. Còn nghiệp hết sức luôn. Trời ơi ngoại ơi. Trời cha ơi. Đây đây. Mới xuất serum mà vậy ba? Ba mới xuất serum nè. Hàng chi ngang ngang ra là nghe rồi. Đó, tắm xong ba. À, tắm xong là ba làm mà ba xuất kìa. Mặt ba bây giờ lắng cón rồi phải không? Xuất cho nó đừng có khô da mặt. Thế sao? Ba bây giờ ba xuất cái này ba ghiền luôn á. Đi đâu có một chai trong túi. À, có chai xuất cái. Serum này nè cả nhà, serum được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây, cái này là Ngọc bán cũng mấy năm nay rồi. Cái này là cái chai mới vừa lấy ra luôn á. Đây. Chưa có khui tem gì luôn nè. Cái serum này á nó làm của Pháp, hỗ trợ căng bóng da, trắng sáng da, mờ đi những vết thâm vết nám trên da, dưỡng ẩm cho da cực kỳ tốt luôn.
Da ai mà chưa có sáng điều màu, chưa có mịn màng, chưa có căng bóng ăn, giảm nếp nhăn cho mình nữa. Đó, cái chai này thì mình xức cái serum lên, xong rồi mình xức cái kem dưỡng của mình lên. Nhà mình có kem dưỡng rồi mà mình hết serum thì thử, cứ thử cái serum được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây này. Đó. Này là bánh mùng tôm nè. À, bữa anh ba bì cho nè. À. Ngon lắm, con chợ bánh thần bán cái này mắc lắm. Phải không? Nhìn con này có nấy con còn đẹp ha. Ok, vậy giờ ngâm hết ngoài ha. Ngâm chứ chút xíu cái nấu. Mẹ rửa quá hôm đó sao mình ngâm lần nó mềm quá à, tại cái bánh kia không biết nữa. Cho bánh kia. À. Bánh này bánh dày nè mẹ. Cái này không biết có ngâm không biết luôn. Ngâm chút xíu thôi. À. Đó, Ngọc vừa xào cho chồng Ngọc cái tô mì udon với lại thịt bò bằm rồi cả nhà. Đó, bên này thì cái nồi bánh canh. Giờ mày sẽ thả vô. Và bánh canh là từ từ ngày mà biết nấu cái này cái khổ có bánh canh nha mày ha. Thì trong nhà chỉ cần có cái nhồi bột. Cái gì quên mất tiêu rồi, bánh phồng tôm là mình ăn được rồi. Quả này lên, ngon lành, canh đào. Rồi bây giờ sẽ cắt thịt con hoàng đế ra nha cả nhà. Ăn cho hết luôn mày ha. Ừ, ăn cho xong con trâu rồi đó. Bây giờ cái này cũng không biết làm gì. Ăn không thì nó cũng không đủ. Với lại ăn không nó có bao nhiêu bánh canh nó cũng ngon. Dạ. Yeah. Có gì đó nó lạ lạ ngon. Hai bé Tư. Ông cái chị kia chứ nó ủa sao lâu quá không thấy bé Tư đây, nó đây nó miết đây nè. Không có bao tay luôn. Kệ. Cái này làm bao tay cũng khó lắm. Khó làm. Rồi ok. À bây giờ cả nhà mình thấy cái cọng ấy giờ đẹp ghê không? Bánh này dài lắm con ơi. Từ nhà dài lắm, ngoài dài hơn bánh trước phải không? Dài hơn nhiều. Chứ không có bị mở ha. Ừ, cái này dai lắm. À, ngon ghê không? Cũng tợp. Wow. Này ăn được rau củ quả nhiều nè. Ôi trời đất ơi. Hello. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào Kiki. Nay đổi góc lên đây ăn cái nha. Mời cả nhà cùng ăn với lại gia đình Ngọc trong cái bánh canh với đồ ngày hôm nay nha. Đây, xin mời tất cả mọi người nha. Mời cả nhà. Xin chào Kiki. Bánh canh và hai bánh canh. Súp. Quá bánh canh rồi. Hey. Bánh canh tôm. Rồi bột thì làm bằng bánh phồng tôm cả nhà. Không có làm bột. Mẹ nè. Rồi mẹ có mẹ xóa ở quanh. Is this a steak that was in the freezer? Anh có muốn nó được sạch không? Mà well you ground beef. Yeah, oh, right to ground, okay. Wow. Có miếng sạch tế mới ngon. Xin mời cả nhà mình nha. We're doing a real good job. Ba, vậy hồi bữa mình làm cái này là ba chưa ăn thì phải. Bánh canh làm bằng bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm ba. Chưa ăn phải không? Ba ăn thử coi. Bây giờ ba ăn đây. Dài mà cái bánh này nó dài lắm Ngọc, ngon. Trời ơi, mẹ coi con tôm khô anh bắp bì anh mua luôn rồi. Bự dữ trời. Tôm này nhiều quá. Có mực con này hả? Có, khô mực em nướng, tôm khô. Đã ha, hay như dai, bánh này dai. Xin mời cả nhà, một bọt ăn bánh canh. Rồi để em để qua đó. Cái bánh này nó nhai tới nỗi mà nếu mà mẹ không mẹ nuốt chậm một có khi nó bị nghẹt luôn á, dai nhiều dữ đấy. Cho nên nha, cái bánh này là nướng lên ngon lắm con. Oh, it was just stir fried with the beef. We need to get some Japanese sauce for it. Cái nấm rơm này lại Việt Nam mình nhập qua nè cả nhà. To make the sauce pop. Nấm rơm đông đá. Mình đi chợ mình mua được mấy dĩ nè. Nha. Nó kêu gì ông mày đi ngoài, ông mày dẫn cháu xuống coi nó kêu gì ông mày. Cái gì vậy? Chắc lấy gì. Rồi xong rồi. Giờ nó cũng đeo theo ông ngoại đó, bà cô chú rồi. À mấy chuyện bí ẩn á. Ngoại ông ngoại. Lấy sạch tế hả? Hồi bữa Ngọc có nói là ông bà cô chú ủng hộ cho dì Mười là quán bưởi ra nhà. Trời đất ơi. Trời ơi. Thành công ngoài dự kiến. Hai ngày nay cả nhà
hai chồng Bảo, hai mẹ con Chính, cả nhà 10 luôn. Nên ông bà cô chú ủng hộ quá trời lên, cho nên á hả, canh bưởi rồi xiếc để chở đi á, trời ơi quá trời nhiều luôn. Mình cũng xin cảm ơn anh chị em mình ủng hộ cho gia đình mình, sản phẩm con mình bán. Rồi hôm nay á thì Mười nhờ giới thiệu để Mười bán bưởi giùm á, mà ông bà cô chú cũng thương, cũng ủng hộ. Mày biết sao một cái chuyện gì nè, bưởi thì con thấy chỗ nào cũng có bán hết trơn. Đúng rồi, không phải là chỉ có mình mới bán được bưởi mà ông bà cô chú ủng hộ. Trời ơi bữa giờ bán mấy tấn bưởi luôn á cả nhà. Make sure it's still recording. Đó nên là hả, ông bà cô chú này là thấy là thương ông bà cô chú ủng hộ này, chứ bưởi chỗ nào cũng có hết, nhiều bưởi ở đâu cũng có cả nhà. Mình ở bên đây mình thấy Bảo like á, có nhiều cô ở dưới An Giang rồi cũng hỏi Bảo có ship cho cô không đồ này nọ. Rồi ở bên đây em nói với Ngọc nói á, hả trời tội nghiệp ông bà cô chú thương gia đình mình á, rồi muốn ủng hộ thôi chứ với An Giang bưởi thiếu gì. Ở đâu không có Tây Ninh đồ nữa. Cho nên á hả, thương mình nên muốn ủng hộ rồi kêu mình có ship đi về dưới không, nhưng mà những cái ngày Tết này nè cả nhà không có ship được. Với lại là bưởi á, thường ngày á bưởi ăn thì nó dễ, nhưng mà bưởi Tết á thì lúc nào cũng cần bưởi có cành có cuốn để mình chưng cho nó đẹp á cô chú anh chị. Mà bây giờ mình xếp mình gửi chành xe là rụng cuốn rụng đồ hết, nó đúng không rồi. Có đẹp chưng nó không có đẹp nên bây giờ là không, tới hả? Không có dám xếp đi. Xếp đi là tới con. Nhưng mà Tết đồ nhiều á, rồi cái tài xế mấy người mà nhân viên xe rồi đó dồn đồ dữ lắm cho nên không ship được. Nên cũng thiệt á, thấy như vậy á mà thương ông bà cô chú á là cảm vậy. Cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều luôn. Năm nay tại vì cả nhà biết không, nói chung quy làm vườn họ chỉ được có một năm mà họ được mùa chỉ có một năm thôi, nhưng mà năm nay đó là nói chung quy là được mùa nhưng mà giá mắc, giá thấp á, giá nó bị coi như nó quá thấp đi. Nên mình biết ở đây mình mới em mình đó, nó mới nhờ nói anh chị ơi, anh chị nói giùm Ngọc với Bảo giúp giùm em để em bấm một số bưởi ở trên vườn em chở xuống, mà bưởi cây nhà trồng ở cây nhà đó. Thì nói chung quy là trong một năm, nói chung thì con mình đó thì tới ngày hai mấy là bắt đầu là ngưng làm việc rồi, thì nó thôi bây giờ Mười chở xuống đây đi để tụi con phụ bán cũng tội nghiệp nha. Bảo cũng lo làm rồi, cũng ngăn bầu bì vậy, cũng lo đứng live stream, cũng làm, cũng phụ họ, tất cả trong nhà đều chung tay vô cho người kiếm thêm chút đỉnh nữa, chút đỉnh cả nhà. Với lại Tết nè cả nhà, lái cũng nhiều lắm, cho nên đi vô nhà vườn mua giá không có được giá, cho nên nó chịu cực thêm chút, nó trồng cả năm rồi. Rồi chịu cực thêm chút nữa thì trở lên thành phố bán để kiếm thêm chút đỉnh xài Tết. Bởi vậy tội nghiệp với thương đây em biết ra nó bán được mà nó điện thoại qua đây nó nói mà muốn khóc luôn, mừng quá. Về tới cho thấy làm vườn á, trồng quá cái phân cả năm trời cực khổ, thức khuya dậy sớm rồi á hả, xịt nước tưới cây bón phân đồ này kia cả năm, cuối cùng cái tới cái mùa mình cái tự nhiên mất giá đó vậy đó. Là tôi còn thấy nhiều bữa hổm nói chuyện với mẹ Sáu á, cái tội nghiệp anh Hiến với anh Quang với anh gì mà bạn Lính không trồng cà ra cả nhà. Mùa này á thì nói chung á, đồ ở trên Đà Lạt đem về á, bán cho cái mùa Tết á thì mới đắt mới được nhiều. Còn cái cà tím á, là bán những cái tháng thường thôi chứ Tết này cũng không có nấu ăn gì cái cà tím nhiều. Cho nên bây giờ hả cả nhà biết không, trái ra để nó già trên cái cây nó quá trời luôn, mà có mong mà chờ tới lúc mà qua rằm rồi đó, qua Tết á mới có bán lại được. Trời ơi bỏ biết bao nhiêu luôn, tội nghiệp luôn á. Mà cà là cà tơ á con hả, trái thấy mà mê luôn, mà để già để bỏ thiệt là đau lòng luôn. Đau lòng. Giờ hái thì tốn công phải không? Đúng rồi. Có ai mua không? Thì đó. So tomorrow about the cancer, but đâu có ai mua cho nên bỏ giả trên cây luôn. Trời ơi thì quá trời quá đất luôn. Làm ăn rồi phải có trái rồi bán không được. Đúng.
Ăn có cay cay cho tế. Nó ngon mà nó cũng hơi cay cay. Ôi sao nó cay. Ông bà cô chú giờ ai cũng bận rộn hết trơn, lo về quê rồi này kia hết trơn. Sao? Coi bên xà xe đấy. Dạ. Ba ngày Tết. Nói chung buôn bán cả năm thì mình cũng nhờ ba ngày Tết. Nhưng mà ba ngày Tết ai cũng bận rộn hết cả nhà. Người buôn bán thì lo buôn bán, còn ai không có buôn bán thì nhà phải lo sơn lại nhà cửa cho đẹp ha. Rồi lo lau chùi nhà cửa dọn dẹp rồi cúng nữa. Mấy ngày Tết trang trí thì... được đó mẹ ha. Rồi mấy ngày Tết thì cúng nhiều cho nên nó rất là bận rộn. Bên Việt Nam Tết nhất là rất là bận. Nước canh này ăn được đó hả? Ừ. Nước có bánh canh lớn rồi ha. Nước là đậm đà ha. Mình thương nhất á là mấy anh chị em mà làm vườn của mình đây, nói chung quê nào là trồng cây nè, nào là bây giờ ba cái bông rồi đó cả nhà, trồng ba cái bông rồi đó. Mà bây giờ cái nói là bây giờ bán tiền chậu đâu có mười mấy ngàn rồi, nhiều đó rồi mình thấy tổng điện khó có dưới là muốn qua qua cái clip của cái chú kia chú quay chị, chú em kia chú quay cái clip đó lên ở dưới sà đét, cái dụng bông ở dưới sà đét không ha, trời thương luôn. Rồi mấy cô chú anh chị coi như là đem bỏ hết trơn, coi như là bỏ hết không, coi như là dựa người ta không vô mình. Còn mấy con quay không? Còn không? Bán được phần nào? Còn lại hả? Còn lại quá nhiều luôn rồi hả? Trong chiếc đèn. Ấy là cái gì? Còn lại quá nhiều luôn rồi á hả? Có cái chị đó, chị chủ vườn á, chị nói á, ai vô xin thì chị cho. Còn nếu mà không có ai xin á thì chị đi nhổ cái bông bỏ, mà cũng có nhổ cái bông bỏ dưới em thấy anh ngon ha. Rồi lấy cái đất với lấy cái thùng lại con, đoạn 3 sang năm làm tiếp. Ngay này ta nói là lái bây giờ họ không có vô mua nè. Có vô bắt đầu nói. Cái tội nghiệp quá trời. Từ mười mấy á, cho đến 20 cho đến 23 là lái còn hy vọng lái lên nhận bán một chút đỉnh. Còn nếu mà 23, 24, 25 rồi là hết mâm lái luôn. Rồi để cái cây đó là chờ đang bỏ. Rồi ở tụ nghiệp thiệt luôn. We talk about the new year and beer. Đó là bây giờ hết này á. Năm nào cũng vậy. Flowers and stuff. Mm-hmm. Yeah, but then it doesn't get sold that much. Oh really? Yeah, so it's sad for all the farmers. Oh yeah, that is sad. Chị Bảo là selling some fruit. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh thấy bao lại tìm bán trái cây. Ngày 21 mình không có gì làm, mình bán trái cây được các bạn. Lấy trái cây có lý, lấy bông, lấy trái cây về bán. Jackfruit. Oh, jackfruit. Okay. Thì Quỳnh hỏi trái đó trái gì vậy? Hỏi trái bưởi. Tại biết sao không? Trái bưởi bên đây á, không có màu xanh giống mình. Cái bưởi là cái màu mẹ hay mẹ thấy rồi đó. Màu vàng, với màu cam cam hả? Màu vàng màu cao mà bự. Còn cái cũng có cái bưởi Việt Nam nhập qua bưởi da xanh nữa cả nhà. Nhưng mà nhập qua đây thì mình thấy đa số là không có được nước nhiều giống như mình ăn bên Việt Nam. Tại vì đã nhập thì không có thể nào mà cắt cái cây chín lên đâu ha. Không thể nào cắt cái chín mà nhập đi như được. Phải cắt trái vừa tới thôi. Để nhập qua bên đây lâu ngày á, nó còn cứng, còn tươi. Còn nếu mà nhập trái chín á, là qua bên đây nó sẽ mau mềm. Cái nhà biết không, mình không có tính là thật. Nó thật lòng luôn. Mà mình không có tính là hay, cảm động lắm. Con người này bức xúc cảm động vậy luôn. Cảm xúc. Ví dụ như coi một cái gì đó, mình vừa coi cái là bắt đầu thấy chị nghẹn ngào liền ha. Nó nghẹn ngào liền. Cái đem ra đi cho mẹ coi. Cái coi xong cái đưa ra cho con coi. Đó, coi hết. Đó mình coi, nhưng mấy bữa nay mình theo dõi anh chị cô chú như là bán hàng, bán trái cây, bán cây trồng, bán cây để xin chuyển bông qua này cây đó nọ là mình hay theo dõi lắm. Dạ. Để coi chỗ bán giá cả như thế nào. Tội nghiệp quá trời luôn. Chở từ xa lên, chở từ dưới Đồng Tháp, Hồng Ngự rồi lên trên này mà đi ngày đi đêm rồi ở thức đêm thức hôm nữa. Đó, bán là tới 30 đó, tới chợ 30 đó là xong rồi đó, tới chợ 30
là kể như là bùn hiu. Bùn hiu hả? Rồi ấy rồi giờ mình cái tranh thủ ấy rồi ngày mai tránh nó qua mà cũng qua trễ cũng qua tới về tới đây chắc 10 giờ rồi. À. Nên là để mai coi làm cái món gì cho nó ăn buổi tối cho nó tụi nó đi ngủ luôn rồi chơi gì sáng mai chơi. Đúng rồi. Cái hồ bơi thì mở lên rồi. Ngày mình là ngày 20 28. Vậy hả? À. 28 rồi đó. 28 Tết vậy ha. Rồi đó nó nấu canh vừa qua giờ đây ăn Tết thứ 4. Mong có sa tế á, ông ngoại ông nội bốn bà nội bốn có chuẩn bị tiền lì xì cho Brian chưa? Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình sẽ có những ngày chuẩn bị cho Tết thật là chu đáo nè, thật là vui vẻ, hạnh phúc và xung vầy bên gia đình và người thân của mình ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã nguyên một năm ngày nào cũng mở video của gia đình để xem. Tới nay là tới Tết, tới cuối năm rồi đó. Chuẩn bị bắt đầu tới năm mới rồi. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào video clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.